Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: Các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soạng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bệnh nhân rất thân mến, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến với tất cả lòng yêu mến Đức Mẹ Lộ Đức. Với tất cả, ông bà anh chị em yêu mến Đức Mẹ không? Với tất cả lòng yêu mến Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta dâng thánh lễ chiều hôm nay để cầu khấn với Đức Mẹ. Trong bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe đó, giữa tiệc cưới thì hết rượu, và chính Đức Mẹ đã là lý do để cho Chúa làm phép lạ. Thế thì trong thánh lễ chiều hôm nay, với tất cả lòng yêu mến Đức Mẹ, chúng ta cũng xác tín rằng là chúng con tin tưởng nhờ Mẹ. Mẹ nói với Chúa thì cái gì cũng được hết. Mẹ nói với Chúa thì cái gì cũng được hết. Đầu lễ cũng đã có hai bệnh nhân đại diện cho tất cả chúng ta là những bệnh nhân để xin Chúa chữa lành cho tất cả chúng ta. Và dĩ nhiên khi chúng ta được ơn chữa lành rồi thì chúng ta cũng sẽ làm chứng, cũng sẽ làm chứng cho Chúa. Thánh lễ chiều hôm nay cũng thay cho thánh lễ ngày Chúa Nhật thứ sáu mùa thường niên. Và trong thánh lễ này con xin được hai ý chia sẻ, đặc biệt là trong ngày lễ của Đức Mẹ. Ý thứ nhất, mỗi một dịp lễ Đức Mẹ, đặc biệt là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ của các bệnh nhân ấy, lại là một dịp để chúng ta nhớ lại những cái ơn mà Đức Mẹ đã ban cho chúng ta. Chúng ta đừng có quên nha, đừng có bao giờ quên những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta, những ơn mà chúng ta đã khấn hứa với Đức Mẹ. Thì chúng ta đừng bao giờ quên này. Ở đây ai được một cái ơn nào muốn chia sẻ không? Cha mời lên đây chia sẻ coi. Các ông các bà có được ơn của Đức Mẹ không? Có không? Có chứ, chẳng lẽ lại không có. Rồi, ai? Chuẩn bị đi, cha chia sẻ trước. Bây giờ con nói về cái ơn của con trước này. Ngày xưa khi con còn nhỏ đó, thì nói chung là cũng gọi là ốm yếu bệnh tật, cũng bị cái bệnh tim lâu rồi. Thế thì đi khám bệnh thì bác sĩ người ta cứ bảo là cái thằng bé này nó không thể nào nó sống được tới 12 tuổi. Nên là bà má con bà buồn lắm, bà buồn lắm về nhà. Thế thì có một cái chị đấy, chị nói cái câu chuyện này thì không biết là con kể tới bao nhiêu lần rồi. Bởi vì nó là một cái ơn nên là mình cứ kể. Thế thì chị mới nói rằng là muốn hết bệnh cứ đọc kinh Mân Côi khấn với Đức Mẹ. Và quả nhiên là từ hồi nhỏ, chính xác là từ năm lớp 4 là con đã biết đọc kinh Mân Côi, và ngày nào cũng đọc kinh Mân Côi hết. Cứ trên đường đi học là đọc kinh Mân Côi, trên đường đi học là đọc kinh Mân Côi, trên đường đi lễ là đọc kinh Mân Côi. Thế thì là chị nói là muốn hết bệnh là cứ đọc kinh Mân Côi là Đức Mẹ sẽ chữa bệnh cho. Thế thì nghe lời chị cứ đọc kinh Mân Côi, cứ đọc kinh Mân Côi. Và bệnh tật chắc chắn là thuyên giảm. Chứ còn nếu như là ông bác sĩ ông nói là mình không có sống được, mà bây giờ con sống năm nay cũng là 51 tuổi rồi. Rồi bệnh tật thì cũng có thuyên giảm. Thế nhưng mà cái ơn còn hơn nữa đó là lòng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến kinh Mân Côi. Thì con nghĩ đấy là một cái ơn lớn. Cái ơn lớn cho con và là yêu mến Đức Mẹ, yêu mến kinh Mân Côi và cũng hay chạy đến với Đức Mẹ. Và cũng chính vì thế mà con thấy là giống như Đức Mẹ nói là cuộc đời của Đức Mẹ đầy, giống như là Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đức Mẹ đầy ân sủng
đầy ân sủng. Thế thì chúng ta yêu mến Đức Mẹ, chúng ta gần gũi với Đức Mẹ thì chúng ta cũng được nhiều hơn. Thì đối với con thì con cũng xác tín, giống như là cũng có một cái tình cảm riêng, và Đức Mẹ cũng rất là ưu ái hay là soi đường dẫn lối để cho con làm việc này việc khác. Đấy là cái tâm tình của con ha. Và cái điều này con vẫn là không quên, gần với Đức Mẹ, với cái ơn mà ngay từ tuổi nhỏ mình cũng đã cầu khấn, đến ngày hôm nay thì mình cũng vẫn là những người còn là linh mục của Chúa nữa, phụng sự Chúa nữa. Rồi, ở đây đại diện một người lên kể một ơn coi. Ai? Rồi lên đây. Cầm micro lên, cầm micro lên. Đây. Chia sẻ chân tình thôi, chúng ta là con cái của mẹ mà. Trong gia đình mà mình đừng có quên những cái ơn Chúa, ơn mẹ ban cho mình nha. Rồi con kể đi. Dạ, cho con xin chia sẻ một ơn. Cái này là thực sự là có. Tại vì lúc mà con mang bầu đứa nhỏ con Cô Thiên á, lúc mà bầu được một tháng thì đi khám thai thì bác sĩ nói là 90% là thai sẽ bị trôi hoặc là ngoài tử cung. Thì lúc đó là nói chung là hai chồng con là con đi về con khóc nhiều lắm. Rồi sau đó là lúc đó là cũng nhờ có cha, thì lúc đó cha cũng mời vợ chồng con vào để nói chuyện. Thì cha nói là bây giờ thứ tư cha đi Martino rồi, thì con có muốn cầu xin cái gì không? Và lúc đó là con mới tâm sự với cha là con hiện tại con đang có thai, về bác sĩ nói là 90% là bị mất và chỉ còn 10% là mình hy vọng như thế nào đó. Rồi sau đó là cha dắt vợ chồng con đi ra chỗ đài Đức Mẹ đọc kinh. Thì bắt đầu đọc kinh thì cha nói là để cha sẽ đi xin khấn cho cái cho tụi con được như ý. Và nhưng mà ngoài việc xin khấn cha, con cũng xin khấn cách gì về tối con đọc kinh. Hồi xưa là con chỉ đọc có 3 kinh buổi tối thôi. Rồi sau đó khi mà con mới có bầu là con đọc được 10 kinh. Rồi sau đó từ lúc mà con bác sĩ nói là chỉ còn 10% được thôi, thì lúc đó là con quyết tâm con đọc 50 kinh mỗi buổi tối. Và tối nào con cũng đọc 50 kinh hết. Rồi sau đó là 2 tuần sau đi khám lại thì bác sĩ hoàn toàn ngạc nhiên luôn. Bác sĩ nói là không biết làm sao mà cái thai mà nó bây giờ nó khỏe mạnh bình thường luôn. Bác sĩ còn nghĩ là hay là con làm cái gì đó mà để nó ảnh hưởng tới cái thai mà nó khỏe như vậy. Con chỉ là dựa vào ăn uống, với là con tại vì mình bên đạo nên con tin là con đọc kinh và con cầu nguyện hàng ngày là con được. Nên qua cái này thì con cảm ơn cha, với lại con cảm ơn một dì sơ Thiên Vân, tại vì nhờ dì sơ đó là sơ hướng dẫn cho con đọc kinh như thế nào đó. Và con cũng tham gia cái đọc kinh Mân Côi cái thời của cha nữa. Nên là con cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn cha và Đức Mẹ và Chúa rất là nhiều. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn nhé. Đây cũng là một cái ơn riêng, ơn của Đức Mẹ ban cho. Anh chị cũng có một đứa con lớn rồi, cũng muốn có một đứa thứ hai mà nó cứ sao nó không có được. Rồi cuối cùng bác sĩ cũng trả lời là không có được luôn. Nên mà cũng là một cái ơn riêng của Đức Mẹ ban cho chúng ta. Nhất là qua cái việc mà có một đứa con thì là gia đình của chúng ta cũng lại tăng thêm lòng tin và lòng yêu mến Mẹ Maria. Đấy là ý thứ nhất con muốn chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt trong những ngày lễ của Đức Mẹ thì chúng ta phải dành thời gian này nhớ lại những ơn mà Đức Mẹ ban cho chúng ta nhé. Mình phải nhớ, chúng tôi mình quên, thời gian này nó trôi đi hết à. Chúng ta lúc ngày hôm nay là phải ngồi nhớ lại tất cả những cái ơn mà Đức Mẹ đã ban cho chúng ta, mà chúng ta cũng nói với Đức Mẹ là chúng con không bao giờ quên. Và chắc chắn là cũng còn rất là nhiều những cái ơn nữa mà chắc phải mai mốt mình chết rồi thì mình mới thấy được cái ơn nhiều nó như thế. Những cái ơn chúng ta biết và cả những ơn chúng ta cũng chưa biết nữa. Rồi, tâm tình thứ hai là tâm tình lời Chúa ngày hôm nay. Bài tin mừng chúng ta lắng nghe đó là phép lạ tiệc cưới Cana. Chúng ta thấy rằng là giữa tiệc cưới thì hết rượu. Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu rằng họ hết rượu rồi. Đức Mẹ nói một câu như vậy. Thế thì Chúa Giêsu nói làm sao? Bởi chuyện này không có can gì đến bà và tôi hết. Không có can gì mà giờ của tôi chưa đến. Qua cái câu nói của Chúa Giêsu này cho thấy rằng đối với Chúa là Chúa không hề muốn làm phép lạ. Chúa không muốn làm phép lạ. Thế nhưng mà Đức Mẹ lại nói với tất cả các gia nhân là thầy bảo gì là cứ làm theo. Và cuối cùng thì chúng ta thấy đó là có phép lạ. Và với phép lạ đầu tiên này, đó là vai trò của Đức Mẹ. Vai trò của Đức Mẹ rất là lớn. Thế thì với câu chuyện tiệc cưới Cana này thì chúng ta cũng thấy rằng là việc chúng ta cầu xin ơn của Chúa mà nhờ qua tay Đức Mẹ thì rất là tuyệt vời. Rõ ràng trong tiệc cưới Cana, Chúa không muốn làm phép lạ mà Đức Mẹ nói
Rồi cuối cùng Chúa cũng làm phép lạ, mà cũng là phép lạ đầu tiên ấy. Từ đó rồi còn biết bao nhiêu phép lạ nữa. Thế thì chúng ta cũng sẽ học cái phép lạ tiệc cưới Cana này để cho cuộc đời của chúng ta. Để có phép lạ tiệc cưới Cana, thứ nhất là cái gì? Để chúng ta cũng được phép lạ Chúa làm giống như là Chúa đã làm ở phép lạ tiệc cưới Cana. Thứ nhất là gì thưa? Thứ nhất là mình phải mời Chúa, mời Đức Mẹ đến gia đình mình. Đấy. Nếu mà trong tiệc cưới Cana mà họ không mời Chúa Giêsu, không mời Đức Mẹ thì làm gì có cái phép lạ được, phải không? Thế thì đấy là ý thứ nhất, để có phép lạ, để được ơn chữa lành thì chúng ta phải mời Chúa, phải mời Chúa, mời Đức Mẹ đến với tâm hồn chúng ta, đến với gia đình của chúng ta. Thế thì chúng ta mời Chúa, mời Mẹ đến với chúng ta bằng cách nào? Thứ nhất, cùng nhau cầu nguyện. Buổi tối mà gia đình cầu nguyện với nhau rất là tuyệt vời ha. Chưa nói là ở đâu hai ba người họp nhau cầu nguyện thì ta ở giữa. Thế thì nếu mà buổi tối mà chúng ta đọc 10 kinh Mân Côi chẳng hạn, thì vừa có Chúa vừa có Đức Mẹ ở trong gia đình của chúng ta ha. Rồi để có Chúa và Đức Mẹ ở trong gia đình và trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta lại phải thường xuyên xưng tội rước lễ. Khi chúng ta rước lễ là chúng ta rước chính Chúa vào trong lòng của chúng ta. Đấy. Gia đình của chúng ta là thường xuyên xưng tội rước lễ. Rồi cái thứ ba nữa, để làm sao để có Chúa trong nhà của mình. Thì Chúa Giêsu nói là mỗi khi anh em mà giúp đỡ một cái người bé mọn là anh em giúp cho chính ta. Đấy. Thế thì khi chúng ta gần gũi với những người nghèo khó, khi chúng ta thực thi những cái công việc bác ái chia sẻ, thì Chúa cũng hiện diện. Chúa cũng hiện diện. Nếu như gia đình của chúng ta này, ví dụ con thấy là hồi xưa dưới quê cũng hay lắm. Dưới quê thì cái thuở 80, năm 80 rất là nghèo, nhà nào cũng nghèo. Nhưng mà dưới cái sắn của chúng con thì là vì là có lúa nên là nhà nào cũng có lúa. Thế thì người ta đi ăn xin ngộ lắm. Bây giờ thì mình không thấy cái cảnh đó nữa. Ngày xưa họ ăn xin đó, là người ta cứ đeo cái bị. Không biết là ở đây người ta có dùng từ là ông ba bị không? Đấy, đó, là họ đeo một cái bị, họ đi đến từng nhà. Thế thì là gia đình con nhớ là bà già con bà nhắc là khi mà ông nào đến xin thì phải múc cho ông ấy một lon gạo. Thế thì người đi nhà nào cũng cho một lon gạo chứ. Thì con thấy cái điều đấy cũng rất là hay. Bây giờ thì hình như là không có cái người ăn xin, bây giờ nó cũng ít rồi phải không? Nó cũng có, hoặc là nó một cái cách khác nào đó. Thế thì khi chúng ta giúp đỡ những người, ví dụ một người ăn xin đến nhà chúng ta mời vào nhà, chúng ta cho họ một chén gạo là Chúa vào trong gia đình của chúng ta. Đấy là con tạm gửi ba cái ý đó. Cầu nguyện này, xưng tội đức lễ này, giúp đỡ những người nghèo. Đó là cách mà chúng ta đưa Chúa đến trong gia đình, đưa Đức Mẹ đến trong gia đình chúng ta. Mà Chúa Mẹ có đến thì mới có phép lạ. Chúa Mẹ có đến thì mới có phép lạ, chứ không đến sao phép lạ được. Đây là ý thứ nhất. Tiệc cưới Cana đã mời Đức Mẹ và Chúa Giêsu đến. Đấy. Rồi ý thứ hai, để có phép lạ thì chúng ta phải học cái câu nói của Đức Mẹ: thầy bảo gì anh em cứ làm theo. Thầy bảo gì anh em cứ làm theo. Khi chúng ta thực thi lời Chúa là có phép lạ. Cứ thực thi lời Chúa là có phép lạ. Cứ thực thi lời Chúa là chúng ta sẽ có phép lạ. Nhưng con cũng gợi ý thêm. Ví dụ như là cái người bị liệt ấy, người ta đưa đến với Chúa rồi đông người quá, người ta dỡ mái nhà, người ta thả người ấy xuống. Thì đấy cũng là một cách. Hôm nay vợ chồng con cũng phải ẵm con mười mấy cây số đến đây. Thì cũng là một cái cách, chúng ta cũng phải tìm cách, phải không? Nếu mình đau ốm bệnh tật mà nói thẳng ra, nhất là mấy cái lễ lòng thương xót thì chúng ta cũng phải cố gắng. Thầy bảo gì anh em cứ làm theo, mà chắc chắn là Chúa muốn chúng ta đến với Chúa này nè. Cái người bị bại liệt này, thả mái nhà cho anh ta đến. Rồi cái ông sĩ quan dân ngoại hay là cái bà dân ngoại cách đây mấy ngày đấy, chạy đến quỳ dưới chân Chúa Giêsu mà xin người chữa lành cho đứa con. Quỳ đến dưới chân Đức Giêsu mà xin người chữa lành. Cái ý thứ hai cũng vậy, chúng ta cũng học nơi Tin Mừng những cái việc mà họ làm. Con mình đau ốm bệnh tật thì thôi, thì bố mẹ phải chạy đến với Chúa, quỳ dưới chân Chúa để mà nài xin người. Rồi cái hình ảnh thứ ba đó là cái hình ảnh của người Samaritano nhân hậu. Đức Giáo Hoàng Ngài nói cái thông điệp cho những cho các bệnh nhân ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Ngài nói rằng là Chúa là chủ đoàn một cái đoàn chiên nhé. Và trong một cái đoàn chiên này thì cũng có cái con khỏe, cũng có cái con bị què, cũng có cái con đau yếu. Thế thì cả một cái đoàn chiên đi và lỡ có một đứa bị què nó không đi được thì cái đoàn này làm sao? Cái đoàn này làm sao? Thì Đức Giáo Hoàng bảo xã hội, mày què thì mày ở lại,
mày bệnh thì mày ở lại, mày yếu thì mày ở lại, tao đi là tao cứ đi. Đấy là ngoài xã hội. Nhưng mà đối với Chúa thì không được như vậy. Những cái con chiên lạc, những cái con chiên bị quẻ, những con chiên bị đau là tâm điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi. Vì thế mà nếu mà có một cái người đau nặng, một người bị què thì làm sao? Mình phải khiêng người ta đi. Cái ý tưởng của cái bài sáng hôm nay con cũng có đọc trên mạng đó. Con nghĩ ông bà anh chị em cố gắng nghe cái thông điệp này đi. Xã hội ngày hôm nay bỏ rơi các bệnh nhân, những người già, những người cô đơn. Và chính khi bị bỏ rơi, bệnh nhân mà bị bỏ rơi như vậy là họ lại càng cô đơn và gây ra bao nhiêu những cái khó khăn cũng như là tội lỗi. Còn đối với Chúa, bệnh là Chúa không bỏ. Các bệnh nhân là cái trung tâm mà chú ý của Chúa. Thế thì chúng ta đi theo Chúa, chúng ta không được phép bỏ rơi các bệnh nhân. Mà nếu mà có các bệnh nhân thì chúng ta cũng tìm cách này, tìm cách khác đưa người ta đến với Chúa. Thế thì Chúa chữa lành bệnh nhân thì đương nhiên Chúa cũng tăng thêm đức tin và chữa lành tâm hồn của chúng ta. Đó là ý thứ hai. Thầy bảo gì, anh em cứ việc làm theo. Khi chúng ta thực thi lời Chúa là có phép lạ. Rồi chúng ta cũng học trong tin mừng đó, những bệnh nhân đã được người nhà đưa đến, đã quỳ dưới chân Chúa, đã được khiêng vác đến với Chúa như thế nào. Thì chúng ta cũng vậy đó, gia đình của chúng ta có người đau ốm thì người khỏe đưa người yếu. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa, cùng đi chứ không thể bỏ rơi được. Và chính khi chúng ta làm những cái điều như vậy, thầy bảo gì, anh em cứ làm theo chúng ta làm, chắc chắn là Chúa sẽ ban phép lạ. Chúa sẽ làm phép lạ, chữa lành cho tất cả chúng ta. Xin Chúa cũng tăng thêm đức tin và lòng mến cho tất cả chúng ta, cách riêng với các bệnh nhân. Xin cho chúng ta cũng biết quan tâm đến các bệnh nhân, các tội nhân, để chúng ta ý thức rằng chúng ta cùng nhau đi theo Chúa, chứ đừng có bỏ rơi hay là loại trừ những con người đau.